Xin chào mọi người nhá. Đấy các bạn ạ, thì ngày hôm nay là bọn mình hôm nay là ngày thứ tư và bọn mình đang tiến hành là đây anh em thiết đèn rồi thì cánh cửa mọi thứ là bọn mình đang xử lý những cái giai đoạn cuối cùng này. Trong ngày hôm nay bọn mình sẽ tiến hành lắp đặt cửa vào mọi người nhé. Trong ngày hôm nay sẽ lắp đặt cửa vào nhưng mà cái tiến trình ấy bọn mình sẽ làm một cái video hoàn thiện cho anh em xem. Ở ngoài này thì mọi người đang đây là vừa buổi sáng ra mà. Đấy, ở ngoài này thì mọi người đang phân tích cái chi tiết tiếp theo. Cái chỗ bóng này là tháo lắp này. Cái bóng này là cái chân gương ấy. Ừ. Đúng không? Để xem. Đi lắp liền vào đấy thì có mà điên. Mới đặt mặt gương của Ferrari về này chú này. Mặt gương của Ferrari. Nhập từ nước ngoài về đấy. Xem có giống không? Ấy giống rồi đấy. Đúng chứ. Không, mình mặt cái mặt thôi nó cái form bên ngoài thì mình cái mặt gương ấy, ý là đặt mặt gương ấy còn nó cái xem hình nha. Quay ngang. Ô giống được 99% này. Không, chuẩn được milimét. Anh em nhìn cái con đồ mình đông nát chưa? Không, chú phải lật profile không nào? Ui da, được không? Ui da. Đây, mặt gương đó. Cái gương này xoay. Gương chứng vô chú đây. Sóng to đấy. Hết rồi. Đấy. Tắt đấy. Vung. 300 được. Hơn được đấy. Dưới một bộ này. Chuẩn form ốc gọi là nói mình chung là nó chỉnh tí biến nó là được. Chú đợi. Chỗ này nó lên tí đi. Nếu mà 300 dưới một bộ kính, bộ gương này tắt đấy. Ê, vậy thì phải. Phải đặt gỗ mặt đấy. Chứ chả vậy thì có cái nào làm điều chỉnh không chú? Nó không có cụm thì mình phải tự chế. Có cụm. Ý dồi ôi dâu mọc nhiều thế nhỉ. Thì trong lúc mà xem nào. Và mình đang chờ cái đèn silicone nó khô mọi người nhé. Thì viện thể là cũng phân tích luôn cái gương này để làm gương luôn. Cái gương này thì anh Nghĩa nó sẽ chịu mượn là mục làm gương. Mấy chú cháu mình sẽ hoàn thiện nốt cái cửa nữa cơ. Đấy. Nhưng mà bây giờ là vừa sáng ra, buổi sáng ra thì đang phân tích một chút để gọi là thống nhất cái kế hoạch cũng như là những phương án mà được hay không được thì bọn mình sẽ xử lý những cái đặt ra những cái kế hoạch rồi những cái giải pháp để đến cơ nó phải bối rối nữa. Cái này mình có cắt rồi không chú? Không cắt đâu, ai cắt thì cắt gì? Mặt gương là thường nó hơi lồi lồi. Nên thì cái mặt phẳng của nó không phẳng thẳng căng đâu đâu mấy nhỉ. Nó ưỡn cong ấy. Vậy cho nên cứ bảo đi cắt kính cắt sao được. Mặt gương nó khác mà. Đẹp trai thế mà cái gương này thì trên mạng nó bán thì cắt làm gì? Ừ, mạng bán được. Tìm cái nào hợp lý mua về là ok. Đúng không? Ừ. Vấn đề là cái này cơ mình không có cái bộ. Cái đấy vĩnh sau mình làm một viền rồi. Chú lại. Chú lại rồi cho mọi người xem sát gần hơn đi. À rồi vắt ra đường ấy. Cái này mà vắt ra đường sợ nguy hiểm. Mình cái này mình đi ra đấy luôn. Vớt vào chỗ bà cụ kia. Đang vớt ra đường xe nó khi qua không? Vào như vậy vớt vớt ra để tức là mình nó sẽ đi sát lại được hơn đấy. Rồi vớt ra đi. Rồi ok. Tốt ạ. Để mình đi sát lại cho anh em xem nó dễ hơn. Vô. Được chưa? Được chưa? Ái ù. Mặt gương sẽ như này này. To đấy. Đi cũng có thành phố nhỉ. Đây thì kiểu này thì trông ấy. Ơi đây. Đây là bề ngang này. À, đây là nhất này, nhìn cái bề ngang luôn này. Tí mình sẽ rồi mà làm đây này. Ok. Bề ngang nó khá to. Đi bề khác đi. Đây là bề lưng của nó. Đi từ cháu kéo chụp lại. Ok nè. Scan lại. Ok nè. Ê sao không chụp màn hình điện thoại của Nguyên luôn? Đây đúng là được góc cạnh anh em ạ. Có cái phần mềm 3D được góc cạnh của đâu. Đây là mặt chính của nó này nè. Đúng. Đi cũng là thành phố đó. Thành phố đẹp chứ nhỉ. Thành phố nào á? Los Angeles. LA. LA kinh khủng thế nhỉ. Rồi. Ôi trời. Các màn hình chưa dài của gương ấy. Rồi mình đang lấy lại những số liệu để làm cái gương mọi người ạ. Ok. Nói chung là sẽ phương án như thế. Cái gương này thì bọn cũng đặt vừa về hôm qua hôm kia gì đấy.
nhưng mà bọn mình chưa làm thì cũng chưa lấy ra. Hôm nay thì mình sẽ lên kế hoạch là làm cả cái gương này nữa. Thì cái đèn bọn mình đang đúc nữa mới lại đang mang chrome nên là sẽ phải làm luôn cả những cái chi tiết này. Đấy nhá, xử lý cái vấn đề đi. Vấn đề với chú cháu mình sẽ tiến hành là xử lý công việc trong nhà đấy anh em ạ. Còn rất là nhiều việc. Vừa đặt cái chỉnh gương của cái này chưa? Đang hỏi giá rồi, 200 nghìn một cái chỉnh gương hả? Hôm gương trước là mình mua cái này mình quên mình không đặt cái chỉnh gương anh em ạ, mình chỉ đặt mặt gương thôi. Đấy. Thấy mình muốn nên mua. Mua gì? Cái motor chỉnh gương ấy. Chỉnh gương. Từ 200 nghìn một bên. Mà cứ mua vào cho nó hợp lý chứ sau này có nên mua nữa. Cũng hợp lý. Nếu mua thì đặt luôn. Đâu hỏi rồi, vừa hỏi xong không? Đang mình đang thì cắt cái này ra nhá. Các bạn à, nó có thể đang muốn là tạo cái phần khuôn, là muốn tạo cái phần khuôn composite bên ngoài này để cho có thể khi mình bóc cái phần keo silicone này ra thì nó sẽ giữ được định hình lại được đấy. Đấy, khi nếu mà cơi mà mình không tạo phần khuôn cứng thì không có kiểu khung xương ấy, thì khi mà đổ keo composite nó sẽ bị méo mó mà lệch đi mất cái hình dạng ban đầu của mình mong muốn, cho nên là mình sẽ cần phải xử lý cẩn thận nhé mọi người nhé. Cắt là nó rách cái lịa lịa để tạo đánh xuống mà. Đây là hai cái mắt đèn mọi người nhé. Và cái chỗ silicone này thì là chi tiết 6 cái bóng đèn. 6 cái bóng đèn là rất là phức tạp đây. Còn cái chóa mọi người gửi Hà Nội rồi nhé. Đèn mọi người mua rồi nhé. Cái này làm xong còn phải đổ một lượt làm một cái ở đây nữa cơ. Cái rìa ngoài làm một cái riêng nữa cơ. Cái rìa gì? Cái rìa ngoài này lại phải đổ một lượt keo nữa. Nhưng mà lát nữa mới là để cái nào mình làm sau. Bởi vì cái này đổ keo con này đã. Còn silicone đó. Còn khi con vẫn còn. Nói chung cái đấy thì đổ không đổ nhiều, cái đổ ít thôi. Đấy thì đổ ít mà. Đang tính là đổ bột vào đây để tạo đỡ phôi cứng ra không cơ. Mình ra hôm nay mình sẽ đục lại vậy. Nói chung là nó sẽ mất nhiều thời gian hơn nhưng mà nó tiết kiệm được tiền vật liệu. Tiết kiệm được tiền vật liệu sẽ tốt hơn ý, đúng không? Bỏ chút thời gian ra làm cho nó. Đạt chút gọi là nó tốn kém hơn thì tội gì. Xé này ra hơi khó. Hôm qua đang lẽ mình phải làm từ lúc đầu có để đầu khuôn thì nó ra nhưng mà mình quên mất, quên bén ấy mất anh em ạ. Làm vội quá. Lu bu quá hay là quên mất cái này. Đang chạy kịp tiến độ để sản xuất thành hoàn thiện chiếc Ferrari nên là hơi lâu. Cứ chỉnh cái đấy đi. Là đặt cái mặt gương này, mặt cả chỉnh gương nữa anh em ạ. Hả? Đặt chưa? Ok. Đang lắp cửa anh em ạ, nhưng mà cửa trên video chính nhé. Nằm okay. Ui ra rồi à? Ui trông có vẻ mềm khuôn này nó. Nhìn khuôn vậy không biết là đang phân tích kiểu gì đấy, hợp lý đấy. Cái đấy phải làm bờ lên nó. Bờ lên nó. Chú nhỉ? Đây. Đây nè, cái này để về để lấy cỡ 5 ly được miếng. Dạ. Cái này để về lấy cỡ 5 ly được miếng. Ly gì? Ướp mấy? Đây nè, tức là về thóc cái mặt kính vào đây đi. Vâng. Vài 5 ly này. Lấy một cái mặt kính đấy. Học Mika chứ. Nghĩa là làm sao để kín vậy. Để lấy mấy cái lần này như vậy. Nói chung cũng không cần đâu. Cái này cho tính là đổ. Đổ vào. Đổ vào. Đổ đây không cắt á. Ừ. Cắt cũng khó. Ê kéo EOC là nó. Vậy thì lấy cái mấy miếng kia, mấy cái miếng keo epoxy trước là không được nhỉ. Đổ lên. Kín rồi nhỉ. Bây giờ là về sau này mỗi một cái mắt đèn, mỗi một cái đèn là nó ở đây phải không? Vâng. Còn đây là kính. Gọi là epoxy kính đấy. Đây mắt đèn đây đây. Kính, ở đây kính ở đây, còn mắt đèn nó sẽ ở vị trí này. Ừ. Xuôi đường nào nó xuôi không? Như vậy, chú ơi. Sẽ để đèn ở đây, sẽ đèn ở đây, phao đây, đèn đây, phao đây. Đấy. Cái này mình có cái khuôn cứng nhé. Đây, có khi vậy. Làm như thế này. Cái này phải đắp thêm đất sét lên. Đấy, làm này. Để làm khoảng trống thôi là mình lắp đèn đấy. Lắp đất sét đầy lên đây. Đây cũng lắp đầy đây. Đấy là khoảng trống xong rồi mình phải làm cái cự ly che lấy nó. Để đổ nước keo epoxy là nó chúc vào đây, nó là cái khoảng sáng này. Làm vậy đi. Yeah.
cái gì khó vậy, khó vậy, khó tả thế nhỉ. Đây nguyên cái dọc này có khả năng bịt được vô tư vậy, bịt được vậy, chỉ lấy mỗi cái mặt dưới này về sau ôi xí chút vào đây mà. Vâng. Đấy còn mé trên này thì sau này thì được cái này phát là mé trên là mình bên trong phun đèn thì mình thích làm sao làm. Ừ. Nhưng mà mỗi tội cái thành này thì mình phải có lấy cái lùng quanh, lùng quanh hai cái này có lấy EOC nữa không, có chứ phải không? Chỉ lấy bên này thôi. Chờ bên này bỏ à? Chờ tính gì lấy bên này thôi, bên này sẽ bỏ ạ. Bên này nó vào đâu, bên đấy nó vào đây. Ừ. Bên đấy nó sát đây hả? Vâng. Cứ lấy hẳn cái này ra. Đây. Đây, đây. Đây, mặt kính của nó 5 ly đó rồi. Đây, tự nhiên như vậy. Tôi sẽ làm ví dụ như vậy nè. Đấy, như vậy. Dạ, cháu lấy mặt này, còn mấy này thì cháu sẽ để thẳng luôn. Ép à. Lấy bên đây á. Mày cắt bên đây, đây chưa? Ý là mày đổ bên này đi. Như là cây này, đổ này. Cháu tính là lấy nó xét cháu đắp vào đây. Đấy, xong cháu lại riệng đường ra đây. Đúng, đúng để khe đây. Thì đổ keo vào, cháu tạo, tạo khuôn thôi. Đấy, đúng rồi. Cái này bịt bên này kỹ này. Kỹ bị kỹ này này. Dùng tấm gì ép đây. Là thế này để cho cháu chảy vào đây thành khuôn. Thành khuôn, bịt càng kín này này. Thế về sau mình kiểu bóc ra. Được luôn. Dễ. Quá là hay. Thì vậy cháu chú thấy cháu xuất sắc kìa, bịt đây xong lấy một tấm poly carbonate đấy, đúng không? Yeah, yes sir, ép phát thẳng, yes sir, chắc chắn là như thế rồi. Xong mà bên trên cái tấm đấy thì những cái khoảng trống này thì mình đã xử thôi. Nói chung cơ này mình chỉ đổ lấy kính thôi. Vâng, thì lấy kính ấy. Còn cái khoang trong này thì khoang đèn này, thì mình làm khoang sao? Trong này đèn ấy lại làm sao làm chính. Nói chung là cái đèn này mình tạo nhiều lớp, tạo nhiều cái layer thì nó sẽ tăng cái chiều sâu. Thế là cái chiều sâu, cái thứ hai là nhìn cái đèn nó sẽ chuyên nghiệp hơn. Ừ. Nhưng mà khoang kính thì cười khi đổ kính này, cái này cái gì nhỉ, lấy cái vỏ bánh nọ mà đặt được vào đây thì đẹp này. Cũng chẳng cần nữa, chẳng được. Vỏ bánh thì nó kiểu gần như kiểu nó phản phản sáng ấy. Dạ đi bắt tay phản mặt bắt tay. Chỗ này cái này là nhãn cự này. Dữ lắm chú ạ. Đấy. Có vỏ bánh dữ lắm. Giang chưa mua bánh mà có vỏ bánh. Đây. Cơ này làm được cái cách vỏ bánh. Dạ. Tức là cái mặt kính của nó là nó, cái mặt này là nó bên ngoài rồi, mà cái vỏ bánh này mình làm bên trong. Thì khi mình đặt cái tấm polycarbonate phải không? Khi mình đặt vào đây là mình dán mỗi một cái tấm này cắt y xì. Cắt y xì đấy. Cái mảnh vỏ bánh đấy. Chỗ này một đè vào đây, chỗ này đè đây. Là được, đến cơ ra mình bóc cái vỏ bánh để bóc đó. Là nó là mặt trong mà. Sức đèo chứ. Không, nó dính vào cái poly đấy. Hiểu không? Không, vậy thì mình đang muốn nó là mặt này mặt ngoài thôi. Không, mặt ngoài nó là mặt kính nhẵn chứ. Nhưng mà cái phản đấy nó là mặt trong. Thì nó đẹp. Không. Nó sẽ không nên đâu. Cái gì? Không phải vậy đâu, nó là mặt kính, nó phải là mặt ngoài chứ ai mặt lồi đấy bên ngoài. Ừ. Thì vậy thì dán xuống đấy. Nếu hồ có chứ. Để vậy thôi, nếu để trơn thôi. Để trơn thì nó không có cái gì gợn đấy nhỉ? Không. Mình cũng có cái vỏ bánh mà nó có cái kiểu nó có kẻ sọc sọc ấy. Vậy là đi mua bánh về ăn xong rồi lấy vỏ à? Đấy. Phải cái bánh nào ngon ngon đấy cơ thì nó mới cái sọc mới tốt. Ở bên nào có cái ý kiến là ở trong cái vỏ bánh có cái khuôn, cái hộp bánh mà lấy nguyên lấy trong bằng nhựa trong suốt anh em ạ. Cái cục đâu á? Hay còn... đi hết rồi. Đang định kiểu vậy anh em ạ, trong cái khay bánh ấy nó có cái vân vân mà chung khá là giống. Thế là mấy chú cháu mình câu chuyện là vậy mọi người nhé. Nên anh em dễ hình dung hơn chứ nói không bánh không anh em không hiểu. Yeah. Không, cái đấy được mà. Cái đấy làm bên trong thì dán anh em chờ Nguyên đi lấy cái mẫu còn này. Nếu mà muốn bên ngoài thì nó là mặt này. Mặt này thì phải ép trực tiếp vào. Ép trực tiếp vào đây.
Nghe phang giao gì vào tay đâu ấy chưa? Đây cái tay. Đặt tay nghe tay. Cút giả. Chờ Nguyên nó đem xuống cái xem thế nào. Cái này còn gáo đèn nữa cơ. Nhiều, cũng nhiều. Đèn cửa đèn Tết kiểu gì xong. Đâu, Nguyên nó đem vào đây. Vài. Bộ bánh kiểu như thế này này. Vài. Cái này không đẹp. Không đẹp, xấu, con đi. Vài cái. Bánh đậu xanh. Bánh này là bánh rẻ tiền đó. Anh rẻ, anh con thua. Cái bánh mà nó phải ngon cực ngon ấy, nó mới có cái gần đó. Thôi, ăn cơm, ăn cơm đi. Ăn ngon thì mới có vần. Chưa muộn rồi. Đều đều. 12 rưỡi. Hay là gì xong cơ lấy câu chuyện bên ngoài là quay cho anh em xem. Đục lỗ. Máy mài đục lỗ thì nó lại đục. Quay lại đổ cái khuôn nhựa này mà, khuôn cứng à? Không, ừ, đang làm cái khuôn cứng để làm cái phôi cứng để tạo phần khuôn kia. Rồi cái không cần cho gì nữa. Thế nào? Đổ tràn ra ngoài đi. Ô cái này ngay bột á? Ừ. Cái bột lôi ra được không? Lôi. Vậy mất tích ấy. Cho nhiều tí. Hay mình lấy cây dây sắt á, mình bỏ một lượt và hai lượt vào đây này. Ừ, vậy lấy đi các anh. Ôi giời. Ôi cái điện đúng không? Nguyên. Tất cả là anh Nguyên. Cái chơi nhưng mà cái kim cắt nó. Cái này nó sẽ to hơn nữa. Được. Cái chắc không? Cái này tay em đi đâu? Cái số 7 vậy. Vô máy vào mà được. Mày tay mày đi sáng mang thôi rồi. Vậy nhất là đúng rồi. Vấn đề này rất là nhiều chi tiết đây em. Làm đi làm lại chỉ là làm tái làm hồi vài lớp vài lần cũng ok rồi. Tiền đừng đi đừng để gì. Anh còn ra anh còn cắt gọt mà. Gọt gì? Anh còn ra cách gọt các thứ mà. Vậy nhìn. Vậy nhìn. Làm một nút dài cho anh người đi. Kiếm một nút dài được. Sao vậy? Vậy mà. Vầy cây vầy thôi, uốn cây vậy làm cẩn thận một chút, lồi vầy chết rồi. Còn Nguyên cái này thì chú lại vừa tính cái này cân đối ra để ô cái bên này là gì à, cái bị lệch à chú, cái này nó hơi bị lệch form tí, mình phải chỉnh đối lại. Tức là mình cái này mình lấy một bên làm chuẩn nữa. Ừ thì bây giờ theo bên kia nó đều hơn thì mình theo bên đấy. Ừ, tại vì cái này ở trên xe thật đấy anh em ạ, xe mô hình kia đo cái đoạn này thì cũng rất là khó, xe mô hình thì không chuẩn 100%, cũng như là trên app thì nó lại không có số liệu cụ thể, nhưng mà chúng ta quan trọng nhất con này mình lấy làm con ra sản phẩm cuối cùng thì vẫn phải là được cái mắt, bởi thế là chúng ta phải nhìn làm sao cân đối cái số liệu kiểu gì kiểu
chúng ta sẽ lấy số liệu bên ngoài cùng này là chuẩn xác này, và những cái đỉnh của nó, trong cái đỉnh bo thì bọn mình sẽ làm sao cho nó bo được cân đối, thì mình nghĩ là cái sai số nó rất là ít. Đây là con này, những cái đường vẽ này mình đã vẽ xong, nhưng mà khi cân lên đây mình thấy nó bị lệch một chút, mất khoảng mấy ly đấy, thì mình phải cân đối lại cẩn thận để sau này để cơ cắt thì mình phải cắt một đường vầy nữa cơ. Cái này vừa có vẻ mỏng quá kìa. Để sau mình tháo ra mà chữa được. Cái này thì tức là bọn mình sẽ phải cắt cái phần lưng này ra. Bọn mình nếu mà không làm được chưa làm được cánh cửa trong năm nay đâu anh em ạ. À nhập cái cánh gió trong năm nay đâu. Nhưng mà bọn mình sẽ tháo cái phần lưng này ra để bọn mình mài sẽ nhấc luôn đi. Là cái phần kính. Mài nó xong rồi thì để còn làm kính, làm gờ để cho kính này vào đấy anh em ạ. Cho cái tấm kính này vào. Với lại là làm cái hốc. Tại vì cái đèn ấy anh em ạ, không phải là cứ ấn cái đèn vào xong thì mài qua cái ria là ok đâu, mà phải làm ra, tức là phải có cái hốc đặt đèn. Hốc không có cái vị trí nó ok nào khoảng ấy, chỉ mà mình cút đèn vào nó khớp vào đấy thì nó sẽ chuyên nghiệp hơn, mà nhìn nó sẽ đồ hoàn thiện hơn đấy. Mất mài giúp. Phần đỉnh này thì cái lúc mình có cân bằng laser và đánh và kê lên hai bên thì nó đã cân rồi. Giờ mình chỉ có lấy cái đường mẫu để mình cắt thôi. Là mình sẽ không vẽ, một là vẽ, hai nữa là mình sẽ dán bằng đinh giấy đều nhau. Nhưng mà có khi là cắt dựa địa ra, cắt địa thôi chứ nhỉ. Không, mình vẽ đó. Không, ý là mình chưa cắt luôn, mình chưa cắt đất đôi luôn á. Ví dụ cơ nào mà tháo ra là mình cắt đất đôi. Cơ nào mình vẽ ra rồi là mình có cái điểm cố định đúng không? Để mình cũng thông báo với anh em là vì ra sao hôm nay là bọn mình sẽ tập trung những cái vấn đề mà nó sẽ không liên quan đến những cái vấn đề ngày hôm qua của chúng ta. Thì bọn mình đang hoàn thiện sáng nay, bây giờ hiện tại là chiều rồi, sáng nay chúng mình đã làm hoàn thiện cũng là một cái test rồi thì lắp ráp các cái kết cấu ti thủy lực cho phần cửa, phần cánh cửa. Đây là trong video là mình sẽ hạn chế quay vào cái khu vực đấy anh em nhé, để mình đang edit một cái video hoàn chỉnh để gửi tới mọi người. Và trong cái lúc buổi chiều ngày hôm nay thì chú chó mình mỗi người một công một việc, đáng nhất đang tiến hành là xử lý lại đèn. Nguyên thì vẫn xử lý lại tắp ly đây để cho được vị. Phát xong rồi nhá. Cái vị trí này là đây nữa. Giờ mình nhìn thấy vị trí này là cái vị trí đánh dấu để làm khóa cửa anh em nhé. Thằng chú là gì? Khóa cửa. Đây nữa này. Tay nắm cửa. Cái này cái gì? Đây cái gì chú nhỉ? Nắm tay cái chốt của nó đây. Tay nắm cửa nó từ đây lên đây mà. Cầm người này đẩy ra đẩy vào. Nắm cửa cứ kéo nó từ đây tới đây. Xem một cái tay nắm cửa anh em ạ. Đấy là phần tắp ly của chúng ta. Đây. Đây là vị trí đấy cho các bạn xem luôn, nó ở trong cái mô hình xe này đây. À. Đấy. Có bật được lên được không? Không. Khó nhỉ. Cái bướm nó chỉ thế thôi. Đây cái màu đỏ đỏ này anh em ạ. Đấy màu đỏ đấy. Đó là cái tay vít cửa đó. Thế mình cũng có cái đây, mình sẽ không vít xuống ấy. Mình đóng rồi này. Đây mình gắn sức này. Ấy. Ok. Đây là cái phần đấy, bọn mình ngày hôm nay sẽ phải tập trung những cái công việc mà chuẩn bị. Bọn mình cái này thì chú lại đang tiến hành đo một đường vẽ này của Rolls Royce. Thợ vẽ Rolls Royce. Vẽ Rolls Royce. Anh em đánh giá được bao nhiêu phần trăm? Ok chưa? 5.000 được bao nhiêu, mới có tiền nghìn đô nhỉ? Cân bằng luôn đấy chứ. Rolls Royce bỏ bao nhiêu nghìn đô một đường vẽ nhỉ? Nhiều lắm. Nhiều nghìn đô lắm. Cái đường vẽ của Rolls Royce đấy, thợ Rolls Royce. Nhiều nghìn đô lắm. Một đường vẽ bao tiền nhỉ? Nhiều nghìn đô. Đấy, con này nó sẽ bốc kiểu này đấy nhỉ. Ôi con này xe này không có cánh gió. Mô hình không có cánh gió. Mô hình không, mô hình đây cánh gió đây đi. Hai cái chấn rồi đây đi. Ơ nhưng mà ý là cánh gió nó nằm chỗ nào ấy? Cái này à? Sao mô hình này nó không làm cái gờ cánh gió nào nhỉ? Cái gờ đi, cánh gió đi. Cái này nó úp xuống dưới mà. Cánh gió mình nằm dưới. Cánh gió nằm bên dưới, con này nó nằm đây cánh gió nó đây này. Sau này đây nó là cánh gió ạ. Đấy. Và nó đến nguyên cái đường này là mình phải cắt rĩa này làm cái gió. Là cánh gió này. nó đi qua cái này nhiều cái đĩa này. Cái đĩa đựng cánh gió. Ừ đấy. Cái này nó nằm gọn nó. Đây. Không đi nó cắt đây. Đây nối liền vào đây.
Còn cánh gió là nó lại từ đây đi lên. Đi từ từ đây đi từ đám này. Rồi cánh gió này, năm nay bọn chưa làm hoàn thành em ạ. Năm nay Tết đến sớm quá. Thế tiếng nghe đầu ngõ. Ở bên này đây, tôi lại cũng mở vé xong bên anh em nhé. Thì mình đang bận làm video là mình chỉ thi thoảng mình cập nhật cho anh em xem lại thôi, chứ mình không quay chi tiết được cho anh em cách quá trình mọi người đang như thế này. Bố mình cũng đang xử lý cho mình nữa kìa. Đấy, rất là bận bịu quá. Trông thì vậy thôi, nhưng mà phải tính toán các kiểu. Ô dính vậy á. Vẽ vẽ chuẩn hơn. Vẽ cái mùa nó ngăn mấy cả. Mấy mình cũng phải xem lại xem không biết có phải nó dày tầm này không. Này nó dày hơn. Thế đổ chứ, đổ khô chứ. Khô đó. Bóc rồi chứ. Bóc quá rồi đấy. Bóc rồi á. Ừ. Bóc rồi. Sao rồi? Mình không ở dưới đây được, mình đang trên nhà mình edit video mà anh em, nên là mình không biết được mọi người đang làm cái đâu. Nhìn như thế này. Đúng rồi á. Bóc rồi á. Đâu? Không vỡ à? Đấy, nãy còn cần cho đi sao? Ô, không vỡ à? Ô được á. Cứng luôn. Nhưng mà nó nóng nhỉ? Nóng đang mình kiểu là mình ép để nhiệt đấy, ép nhiệt để mà tránh tình trạng nó bị cơ nó đang nóng. Tiếp tục đi. Cái giai đoạn tiếp theo là gì? Vậy đó, nó phải lắp đèn luôn. Đây giả tạo khuôn này, con này chỉ bị mang ra lại đúc khuôn silicone tiếp. Đúc vào cái khuôn này á? Ừ, đúc cái này, đây là cái này sẽ làm cốt đèn kiểu đèn đấy. Ừ. Về sau cái, nói chung bên như bên này, về sau cái đèn EVC nó sẽ giống như thế này. Đấy, mà hiện tại là mình đang thay bằng bột composite để tạo phần cứng đấy, để làm cho dễ, bởi vì là cái phần trong ấy mình còn lắp cái đèn, lắp lấy giải lép trong đấy nữa cơ. Thôi đấy, vậy triển khai đi, cho nên là phải còn kịp kịp đi chứ, cái này nhiều hạng mục nhỉ, không nhanh nữa. Đấy, ok anh em ạ, mình tí nữa mình sẽ cập nhật tiếp cho anh em xem nhé. Ở chỗ lại đang tiến hành là xem áp, lại xem áp để xem nó có độ dày, nó có chuẩn hay không, hay là vừa rồi kể sai rồi. Bên trong mô hình như vậy là chuẩn không? Đúng không? Nó cũng phải dày tầm đấy. Dạ. Nó đi vào trong nó form xuống. Bởi vì sau này nó còn một cái lần đen đấy. Tức là cái đen đấy mình phải làm rời. Đen là nó cả một cái cụm theo một cái mảng xe, lưng xe luôn. Nó như cái phần của đường trước đấy. Như cái tắp lô đường trước đấy. Cái nắp của capo đấy. Nó cũng có một cái lần bên trong bọn mình cũng la tháo rời và lắp ghép vào như vậy đấy. Nếu mà vị trí đằng sau nó cũng vậy. Quan trọng chậm chậm thì đấy rồi. Quan trọng là cái áp của mình nó chạy hơi chậm này. Ai? Mới trời âm u mà chú anh em không biết thế nào. Chú mình trời âm u. Đây. Ô cũng khá dày đấy. Ô vậy đường ké của mình chuẩn đấy nhỉ. Xịn đấy nhỉ. Được. Khá là dày luôn đấy, đúng rồi. Thấy chưa? Đường kéo rồi khá dày. Các bạn cho mình một ý kiến nha. Đường kéo khá dày. Yeah. Cái gì vậy? À, không biết là đang để quay phim. Anh mua. Anh mua anh. Cái này là anh cái rôn cao su để cách âm chống ồn. Nói chung là với sản phẩm này thì là mình mua về để em cảm ơn nhá. Để cho chiếc Ferrari anh em ạ. Tại vì là nhiều anh em bảo là đặt cái gì đặt luôn đi chứ không tết lên đấy thì lại kiểu không kịp. Thì đây là một cái thiết bị là mình sẽ có những cảnh quay. Có những cảnh quay mà tết này mình sẽ gọi là gắn vào xe, mình nghĩ là vậy. Đây mình phun lên cái thiết luôn. Ơi. Một cái này, cái này cao su chống ồn đúng không nhá? Để làm vào xe không nói. Cái này à. Cái đắt tiền đấy. Cái bao tiền vừa rồi nhỉ? 296.000 cơ. Gần 300.000 cơ. Cái này nữa, cái này. Mấy chị thế này. Hả? Nhìn chị đó. Kẹp này là để mình kẹp ví dụ mấy đứa cảnh quay cho Ferrari này. Đấy, cảnh quay Ferrari mình sẽ bắt vào đây để mình gắn GoPro hoặc là gắn cái gì ấy. Đây anh em nhìn chưa, đấy anh em nhìn chưa, đâu vậy
Không, cái này là gắn râu rồi. Ờ, râu này à, râu này à. Đây, cái này cũng gắn luôn. Ở chỗ nào ấy? Đây kìa. Ở đây. Đúng không? Đây. Gần 300 nghìn thế này anh em ạ. Cái này là để... Anh em xem trong phim hành động chưa? Còn những cái cảnh quay mà... Nó sẽ phải kiểu trong kiểu cái đất của mày này. Đấy thì mình sẽ để những cảnh quay này để mình quay được những cảnh quay nồi loại dịp Tết này cho anh em xem. Mình mua về tại vì mình có chép buộc cho dịp Tết này. Nên là mình không mua luôn thì mấy nó không có cái dùng với anh em ạ. Ok. Chị đấy. Còn cái này là cái gì? Con cao su đi. Con cao su hả? Ờ, cái gì? Nhiều, nhiều giòn đấy. Mình mua nhiều luôn để mình xem cái loại loại nào phù hợp. Lấy một đơn ở ngoài ngõ cái này đến đơn ở ngoài ở lại ngóc ngóc này nữa. Yeah. Ngày hôm nay được cái lấy hàng anh em ạ. Chắc là không có đâu anh ạ. Không có à? Điên. 600. Đắt thế? 74.000. Cái này gọi là gì? Em xem nào. Phụ kiện máy mài chai. Ồ, cái máy mài nữa. Em bắn vào tài khoản anh nhá. Đồng ý. Gần em lên phòng em mới bắn được. Cúc đạt phải không? Rồi, bắn đi nhá. Sổ sổ. Đúng không? Sao 74.000? Nhất TV đúng không? Đúng rồi. Đuôi 867 đúng không? Đúng rồi, đúng rồi. 674.000 em lên phòng. Nặng về cái nhau vợ ấn kiểu giọng khàn biết không? Nguyên ơi, cái máy mày hơi này máy này xịn là chút là máy nữa. Ba một máy nữa. Máy này máy gì? Ok anh. Cho 674.000. Vâng. Ô bả à Nguyên? Vâng. Nguyên ơi, ăn cái này là bả cái trần này anh em ạ. Cái máy kia mới xịn kìa, máy chưa lốt là cầm như cục cái có cái lấy như cục cái máy mài mình ấy. Ừ. Để máy xịn hơn. Tại vì từ đến Tết là mỗi người một máy, mua thôi kiểu vậy nhá. Ok kia đi. Mỗi người một máy. Đến cái hôm xử lý đây. Chứ không ông nào lại ganh ghét hoặc lại bảo là không còn máy nên không phải làm. Ừ. Ừ, cứ tốt nhất là cứ có nhiều máy ra. Thì lúc đấy hết lý do để trốn tránh ấy. Với lại dự kiến của ý kiến của chú Lợi là mỗi người một máy. Ừ. Ông nào làm mất thì tự chịu phải không? Tự chịu. Mỗi người một hộp ma tít. Ừ, đánh dấu vào làm cái tủ đồ vậy. Wow, mình làm cái này bằng gọi là composite. Hôm nay thì đang bả trần đấy em nhé, bả trần để cho nó được ok hơn. Đấy. Hôm qua là chỗ này là chúng ta có thể nhìn thấy khung xương đằng sau nhé. Nhưng hôm nay thì đã không còn những khung xương. Hiện tại thì chưa được hoàn thành đâu. Nhưng mà nó ra hình ra form rồi. Chú Lợi đang tiến hành là làm gì chú? Làm khóa à? Hay là làm tay nắm hai cái trụ nhau à? Làm... Nó phải có vậy thì mình mới làm được. Cân. Đau đầu lắm anh em ạ. Quay khui cho anh em xem luôn chứ. Mình phải test xem có hợp lý không, làm sao anh em rút kinh nghiệm anh em né ra. Như chưa hề cuộc chơi như thế nào. Như chưa hề có cuộc gì luôn, khui hàng luôn. Tại vì là em có ngay các người đó. Ở đấy. Cái máy này thì nó đóng hai cái máy hôm qua mình khui, hôm kia mình khui đấy. Hôm qua hôm kia gì ấy nhỉ? Hôm qua kia, hôm qua hôm kia. Hôm qua hôm nay hôm qua cũng khui, hôm kia khui một máy, hôm qua khui hai máy. Hai bánh rồi, cái này mấy tư à? Ui. Ừ. Ui, hôm nay có cả kiểu giáp giáp như này luôn đấy. Con khui này nè, vật chính khui trước này, nhìn xem, nhìn xem. Nó uy tín như này mà. Ừ. Trông nó là cao su nữa cơ mà. Ui giời. Chú lại vừa xem Facebook người yêu cũ anh em nhé. Để tính điều có xem thì cố gắng là đừng tua qua đoạn này. Thì hy vọng là chú Lợi sẽ xem, chú cũng được xem đoạn này. Ai da, nhìn xịn phết. Ố, nhưng mà cái này nó khóa vậy á. Khóa vậy sao mà ấn được vào gì? Được chứ, đấy. Ok. Ố, đây nó có cái. Đây, ấn nút này. Ui, ấn này có vẻ hơi khó Nguyên ạ. Được. À không được, dễ. Chú Lợi,
cái này uy tín nhất rồi. Cầm đấm tay của luôn. Ôi chú ơi, xịn chưa? Mày hơi cái gì? Mày hơi đấy. Ôi có cả mấy cái này luôn à. Lại máy mày hơi nữa. Yeah. Lưỡi cắt nó luôn này chú. Đỉnh chưa lưỡi cắt. Ôi, luôn này. Bộ này xịn đấy. Ơ bộ này được cái này. Bộ xịn mà. Bộ này đắt tiền hơn này. Đắt tiền, bộ này đắt nhất. Nè lưỡi cắt này là răng cưa này. 657 mà. Đi rồi nhỉ. Để làm cảnh ấy. Tết này là khoảng độ 5-10 hôm nữa là tập trung làm những chi tiết đây rồi. Bộ ngon chứ nhỉ? Nhìn cái bằng cao su mà phải không? Đi sắp về rồi, cho đồng tí mày dưới. Tí 17 ngày đó, chắc là 17 ngày. Đây. Ui cái này là cái gì nhỉ? Không biết. Trông hay nhỉ? Rất là nhiều chi tiết. Ui có cả mũi khoan nữa này. Toàn mũi khoan mini. Quá khoan luôn chú ạ. Khoan bằng hơi luôn à. Ok, nhưng mà cái đầu to, đầu này đấy nhỉ. Đầu này. À, lắp cái này. Lắp cái vào đồng này. Đây, nó có một cái này nữa nè. Nhiều chi tiết lắm. Lắp cái đồng vào đây. Thêm một cái gì nữa cơ. Mũi khoan đấy. Không, ý là đang nói lắp, lắp nó vào cơ. Vậy à. Không có cái khóa này em mở nó ra mở cái đấy nhá. Cái này hay nhất, cái gì đẹp nhất nhỉ? Cũng có vẻ chất lượng hơn chút. Hàng của cái gì? Cái con đi Channel. Channel. Ôi, cái này là lắp vào cho cộng to rồi. Nó kỳ gì nhỉ? Đây thì lọt vậy đi. Hả? Thì đây cái nhỏ chứ. Phức tạp lắm. À đây. Trời ơi. Này. Ôi. Thấy chưa? Chú thử cho một cái mũi vào xem. Được ngay. Cái này phải vào vài trước. Ok không? Đấy, nó kẹp vào. Nghĩa là nó làm cho kiểu nhiều mất cái nhiệt. Hai lớp chắc chắn. Cái này có khoan một hơi à? Khoan hơi. Ừ. Đám hợp lý nhỉ chú nhỉ? Rồi. Chết luôn, chú, ra tiếp luôn. Còn vặn cái ban này nữa. Không, đi. Vặn luôn, cắm vào luôn à. Hợp lý, cái này thì cũng phải đẹp. Đầu đâu đâu. Chắc lại đầu đây nữa. Đúng không? Đúng rồi. Đầu hơi đi. Ơ. Đúng không? Đầu này phải vặn. Hả? Có chứ. Đầu này là đầu vặn ren đúng không? Nhưng sẽ phải vặn ren ra mới được cơ. Đây thì đầu này là đầu này nè. Phải có một cái đầu nữa. Đây nè. Có đầu nữa như vậy. Xong mình mới phải mua thêm cái đầu như này đấu vào nó còn gì. Ừ, đây câu này vặn cái này ra được. Để đút vào đây vặn được. Ok, cái biết là vậy thôi. Yeah. Nó là cái bọn mình những cái làm những chi tiết nhỏ bằng hơi anh em ạ. Ở nước ngoài người ta toàn làm những hơi bằng hơi thôi chú nhỉ. Về cái chuyên nghiệp, bấy nước trong cần hơi nó an toàn, mình nhận nước trong. Ok, triển khai công việc tiếp tục. Nhà cái này ngoài ra mình... nước. Thế là mình tính đến sau. Mình sẽ thiết kế tay nắm cửa nhá. Nhưng mà nó hơi linh kích, đang muốn là làm cả tay nắm cửa mình phải đắp khuôn nó xếp thì nó mới ra hình. Sao không tự sử dụng cái ống này? Ống này để tạo cái form rỗng để mình khi mình làm nó nhẹ hơn. Chứ nếu mà cả một cái cục đấy thì nó nặng. Để dựa bọc vòng quanh vào. Xong mình bắt vít vào những vài điểm. Công nhận nếu mà cái này mà đạp xịt thì cũng nửa cân mất nhỉ? Nặng lắm. Mình làm rỗng không nhỉ? Đây có lõi sắt trong không? Chẳng cần sắt gì. Tại vì ống cứng nhất nhỉ? Đây, lõi chỉ một cái này thôi.
rồi. Cái này là đi thông xuống hai bên. Không biết là nó có được không? Chắc cũng phải được. Cái gì cũng phải tự chế các bạn, tại vì tay nắm cửa của chiếc xe thôi chứ bình thường không có chiếc xe nào vừa. Yeah. Tại nắm cửa mà quá thì nhà đau đầu ở cái mức độ là cái gì cũng dị dị, cũng phải tự chế lấy hết. Tại nắm cửa mà có thì nhàn quá, mua luôn nắp vào luôn, thấy không? Ừ. Mua mà nó rẻ sao mua phải không? Chẳng qua không có thì bất chấp nhận. Xe thì thật mà rẻ thì cũng mua luôn. Xe thật mà khoảng 20 triệu. Dạ, ông anh em lại bảo là nhưng mà 20 triệu thì lại không ai chế, có ai chế xe vài chục triệu đâu, cứ về hàng ti tỷ mới chế. Sẽ cứ về hàng ti tỷ. Đó là một lượng keo nến cho vào trong để nó có cái điểm cứng khi mình tháo khuôn đất sét, nó được giữ được form lại. Thì nếu mà không có cái này là cứ tháo ra là buông ngay. Hello, hello các bro, thì mình đang bả cái chân này em nhé. Làm chân thật cao à? Thật là cao đấy. Xịn không? Nét hơn rồi đấy, yeah. Biết chơi đấy. Biết chơi rồi, biết chơi, bả vậy nét gì nữa? Lỗ. Che khung sắt đi rồi. Cái này sau này mình sẽ bọc da nỉ lên bên trên anh em nhé. Cái phần trần này này. Mình vừa trên nhà em đi xuống đang xem mọi người một chút. Để cho các bạn xem một chút nữa. Người ta quên đi và mình chơi kêu được rồi chú ơi, được rồi. Hiện tại trời sắp tối rồi anh em ạ, sắp tối rồi mọi người vẫn đang làm việc nhé. Thì ở đây là Nguyễn ơi, anh còn máy mày siêu đẳng cấp nào? Máy mày siêu đẳng cấp đâu anh Nguyễn ạ? Nói chung là mấy hôm nay thì làm những chi tiết khá là nhỏ. Bật lên, bật lên. Được, dùng máy này cắt á. Ồ, kinh thế. Cái này mà cẩn thận vào chứ nó cũng nguy hiểm đấy. Em lấy cái giỏ nhưng mà nó sắc ấy. Dạ. Chị có nhìn hết lên. Nhìn con cam. Em lấy cái giỏ cắt vào đi. Cái máy này hợp lý vậy. Cắt đi chi tiết nhỏ này hợp lý. Em không phải của dùng máy to à vậy. Với lại nó có một cái máy này à. À, có một cái lưỡi. Chống kinh mình thua. Tại không ăn thua. Không biết mạc cắt đi. Còn thua. Nhưng mà chống kinh mà. Còn thua. Cũng ghê ghê vãi chưởng anh em ạ. Ồ, cái này hay này. Wow. Tay nắm cửa đấy. Nói chung là mấy hôm nay thì làm những chi tiết này cứ lần bạc kiểu này cũng uốn thời gian nữa cũng nhỉ. Tay nắm cửa nhưng mà còn đất sét à? Làm bằng đất sét đi. Dày nữa. Trên này nó có một đống nút nữa cơ. Ở đâu? Đây. Trên tay á? Đây, cái đấm trên này. Đấy. À, như vậy cái bạc, bên lái bạc, mặt ngang nó có to, đủ to. Ừ, được cái gì? Ba nút gì? Hai nút, ba nút gì đó gì? Tức là cái mặt là cái mặt bên tay lái của người lái đấy thì nhiều nút nhưng bên kia không có. Đó là nút nó gương à? Đó là kính à? Kính gương à? Gương kính. Chỗ này thì là chỗ lấy mở kính. Nghe tiếng kinh kìa chú ơi. Nghe hơn nghe kìa. Nam mô A Di Đà Phật Y A A Mô Đa Di Đà. Làm cả đọc cẩn thận nhá. Đang thì trên video nhiều người ra theo đạo Phật đọc không đúng mà không phải bài. Tụt đấy đâu mà đọc đúng. Có thuộc đách đâu mà đọc đúng. Bắt cháu học từ bài đấy thì cái này đọc.
báo nắm ngược xuôi để được gì. Bây giờ hát hát một câu lại thôi là anh ngồi lại. Ừ. Thua. Em yêu cô ca bỏ nguyên đi. Hát. Chưa khô không ấy? Nó có chỗ chưa khô, có chỗ khô, chỗ khô. Cái này đi, đỡ phải mài. Cái này chỉnh gương. Cái chỉnh gương này lắp vào đây. Cái này to quá. Để mua cái bé hơn à. Thiết kế lại cái chỉnh gương mà lắp vào cái tay này thì sao mà lắp được? Chỉnh gương thì mình biết lắp vào đấy hay lắp chỗ khác không? Chỗ này ý, hay đâu đấy? Không ghế là lấy mở cửa. Dạ. Lấy mở lấy mở cửa. Chỉnh gương nó có như con xe kia là không chỉnh gương thì không đi đâu. Phải chỉnh gương chứ không chỉnh gương thì chết đó. Con xe kia là con né đó, mặt gương chỉnh này cũng vào cái cụm này cũng được cực khó luôn. Vào đâu? Đấy. Cụm nào đấy? Đấy. Đâu, mặt gương đơn giản không có gì khó cả. Cháu ông cái đấy cháu xem trên YouTube rồi, cháu mình xem trên YouTube rồi các bạn nhá. Thì nó người ta cho một số các kiểu sơ đồ mạch đấy, mình xem trên YouTube mình cũng hiểu sơ qua rồi, nhưng mà cái đấy mình phải đấu vào thì mình mới biết được. Đấu đợt năm ngoái tao đấu con Bugatti đó. Chỉnh được nhưng mà cái nút đâu rồi nhỉ? Nút này mua rồi đấy, mua mấy trăm nghìn đấy. Cái nút này nè. Ừ. Gương đắt mà. 300 hay 200 gì đấy. Hả? 300. Đây nó còn liên quan cả ấn cái nút to này mới được cái sao? Nút cũ rồi. Đấy nút này nút ấn vào nguồn bật nguồn tắt nguồn đấy. Nút này nút gập gương. Không biết nghĩa là không gập đấy. Gập gương, gương trái, gương phải, gương trái à. Đây, gương phải, gương trái. Đây ạ, đi sang lệch điều chỉnh gương. Đấy. Không đấy. Chả biết cái gì, chả biết cái gì. Đây kia. Biết thì ra đi theo ông Tesla, theo ông VinFast. Yeah. Ông VinFast mới kinh chứ. Yeah. Đâu treo cái đấy không nè. Nó khoảng to bao nhiêu nè. Không thì xem đâu, thì lên copy có cái nào bé hơn được. Cái đấy ngày trước là mua cũng khối tiền ở đấy. Mua mà lại mua cái cũ ấy. Thì cái đấy cũng cũ mà. Yeah. Cái cũ mà. Mua cái cũ mấy trăm nghìn đấy. Đồ đắt tiền rồi. Mình phải mua đồ theo xe, đồ zin, đồ nhà máy sản xuất 30 tỷ. Phải điện cho ông cái gì, ông nào ông sản xuất LaFerrari. Em nói cái gì? Ông đấy là đăng xuất rồi. Ông Enzo Ferrari sản xuất rồi. Gọi điện cho ông ấy. Enzo Ferrari có sống không nhỉ? Cứ có số điện thì gọi thử, còn sống thì tự xác nhận, Google tự xác nhận. Ông ấy giàu hơn Ronaldo thôi. Ronaldo kém Messi tí. Nhé. Cất đi. Ông Enzo Ferrari là nó có Messi á. Kém Messi một tí thôi. Kém Messi á. Kém Messi. Ôi giàu quá. Ferrari to đúng mà. Hơi giàu thôi. Nhưng Messi là giàu rồi. Hơi giàu mới là giàu khác nhau chứ. Hơi bị giàu phải không? Giàu mới hơi giàu khác nhau. Thế sao lại khác nhau chứ? Thì có định nghĩa thế. À? Có định nghĩa đấy thế. Có định nghĩa. Hơi giàu mới lại giàu nó khác hẳn nhau. Giàu là khẳng định rồi. Đúng không? Dạ. Bộ giàu là khẳng định là giàu rồi. Hả? Hơi giàu là hơi thôi. Còn giàu là chắc chắn là giàu. Đây là ghi chỗ này. Đây chỗ này. Đỉnh không? Quá thế đỉnh không? Quá là đỉnh. Chuẩn từng milimét.
chuẩn từng mm nghe nghe thấy ốm chuẩn từng mm đến cơ mình làm mà không chuẩn từng mm. Ừ, phèn rồi, phèn rồi. Phèn rồi. Phèn, phèn. Không phèn đâu. Sau này sẽ bắt vít. Bắt vít là bắt vít mét rong. Và một mà đệm một mảnh cơ này về thôi, nhưng mà khi xong ấy thì sẽ đệm mảnh cắt tờ mét rong này để bắt vít và con ốc bắt vít lên nó. Tháo lắp ra là tháo ra lắp vào. Thế nó dễ sử dụng hơn. Nói chung là đây cũng là hôm đêm cuối cùng của Nguyên ở đây với anh em ạ. Hôm nay là đó. Thế thì Nguyên có nói gì với anh em không? Ngày mai là ngày Nguyên ra đi. Ngày mai là mình ra đi anh em ạ. Từ bỏ cuộc chơi, nhắm mắt xuôi tay. Nghe mà nói vậy thì nghiệp đấy. Anh em ạ. Mai, tiếng gọi của tổ quốc. Mai là Nguyên nó sẽ về quê. Anh em có gửi lời gì tới Nguyên thì gửi đi. Thì mai nó sẽ về quê rồi. Về quê. Từ mai là chúng ta sẽ không được gặp Nguyên nữa. Đúng rồi đấy, sẽ không ai đổ vạ nữa. Đúng không? Đúng. Bé có lý do gì? Lấy vợ. Lấy vợ anh em nhé. Treo tiếng vợ của tổ quốc. Nguyên mai phải lấy vợ anh em ạ. Thôi đùa chút thôi anh em ạ. Nhưng mà ngày mai thì anh Nguyên nó sẽ phải về quê rồi. Mai là nó về quê. Đùa chút thôi. Đùa chứ mà lại thật vậy. Nói như nói yeah. Mai là Nguyên nó về quê anh em nhé. Thì về quê để tham dự lễ cưới ấy, kiểu kiểu vậy. Mình nghĩ là vậy. Thế là chắc là ngày mai ngày kia là trở đi là sẽ không nhìn thấy Nguyên nữa rồi. Ok anh em ạ, đùa thôi. Từ kể ngày mai ngày kia là đi là không có Nguyên đây nữa rồi là. Ôi tôi đùa thôi, nhưng mà câu kết là sao đám cưới xong nó lại quay trở lại. Anh em phải nghe hết câu chuyện đấy. Anh em phải nghe hết câu chuyện nhá. Chứ nhiều khi bức xúc, nhiều khi kiểu họ hoang mang quá nha. Mai đã không thấy Nguyên được rồi. Đấy, ok, giờ thì trời tối rồi mọi người ạ. Trời tối hôm nay khá là rét, chỗ mình khá là rét này. Đấy, này. Gió kiểu xe này. Chỗ anh em thế nào, ban ngày thì trời nó cũng kiểu là âm u ấy. Vừa rét vừa âm u. Đây mọi người vẫn đang làm việc nhá. Thì ngày nào cũng vậy thôi, làm rất là muộn rồi. Nhưng mà hôm nay thì bọn mình sáng nay là có một chút việc về hệ thống cửa. Thì mình không quay video vlog được. Xin phép anh em ở trong video chính ngày mai. Thì hiện tại là 17:35 này. Lúc quay video này mình sẽ phải kết thúc video và edit một chút, nó tổng hợp vào để quay lên úp lên cho mọi người xem. Rồi thì hôm nay thì bọn mình cũng làm rất là nhiều hạng mục khác nhau, phân tích các mục khác nhau, nên là nó giờ nhìn chung là nó rất là khó để anh em hình dung ra những cái công việc bọn mình làm. Rồi cảm ơn mọi người đã theo dõi vlog của mình nhé. Nhớ đăng ký kênh để ủng hộ mình, cũng như là có những góp ý thì để lại dưới phần bình luận của mình nữa nhé. Đừng quên là ngày mai sẽ có video hoàn thiện trên kênh chính, edit rất là cẩn thận cho mọi người. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Bye bye.